đừng có dùng nhiều nữa. Đây là chai Niacinamide sẽ hỗ trợ mọi vấn đề mụn luôn, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn sưng viêm, chai này hỗ trợ được hết, kể cả sẹo luôn. Về mụn ẩn và mụn đầu đen thì con này có combo 3 loại chiết xuất, đó là chiết xuất cây hoàng bá, chiết xuất vỏ cây liễu trắng và 10% Niacinamide sẽ vừa tẩy tế bào chết cho da, đồng thời là kháng viêm và làm cho những cái nốt mụn ẩn của các bạn từ từ trồi cồi lên. Còn về mụn sưng viêm thì con này có 10% Niacinamide, chiết xuất rau má, chiết xuất diếp cá, chiết xuất cây hoàng bá. Bốn cái chiết xuất này sẽ hỗ trợ kháng viêm cho nốt mụn của bạn, đồng thời làm dịu và hồi phục cho làn da nhờ 5% vitamin B5. Mình thấy cái combo này nó quá là hoàn hảo luôn. Một vài điểm đặc biệt của con này đó là Niacinamide với lại B5 được nhập khẩu từ châu Âu, vì vậy chất lượng con này rất là cao. Cái thứ hai, công thức được phát triển dành riêng cho làn da của người Việt Nam, vì vậy hiệu quả sẽ cao hơn. Cái thứ ba, đó là ngoài kháng viêm cho các nốt mụn và cải thiện cho làn da yếu thì con này có thể kéo liền da non cho những cái vết sẹo mới hình thành sau mụn. Vì vậy mình thấy con này quá hoàn hảo cho mọi làn da luôn, không có cồn, không có hương liệu, kết cấu lại vô cùng đẹp luôn, lượng đậm để lại trên da rất vừa đủ, không nhất thiết phải xài kem dưỡng nữa, hoàn toàn có thể rửa mặt xong xài serum này xong đi ngủ là ok. Da của mình rất hợp với con này luôn, xài dưới một tuần là thấy lượng dầu nó bớt ra nhiều. Ngoài ra các nốt mụn sưng viêm có thể được gom lại nhanh hơn bình thường một tí nữa, vì vậy con này các bạn học sinh sinh viên nhất định phải thử. Đây là Duy, review chân thật, trời ơi quá là mê luôn á, thật sự.